Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Và một lần nữa xin được nhắc quý vị là nếu quý vị đang theo dõi chúng tôi trên YouTube thì vui lòng ấn vào nút subscribe để nhận những cái thông báo mới của những cái chương trình của Sài Gòn TV. Còn nếu quý vị đang theo dõi chúng tôi trên TV thì vui lòng vẫn luôn giữ màn hình vì còn rất nhiều những cái chương trình về tin tức thời sự, chính trị và giải trí ở sau đó. Và ở phần 1 thì Hoàng Vy đã đề cập những cái tin tức về Việt Nam và với cái câu nói phải nói là đang gây dậy sóng mạng xã hội và thu hút cái sự chú ý của Việt Nam đó thưa quý vị, là những cái câu là nếu mà mình trong veo thì sợ gì. Và bây giờ ở phần 2 là đến tin tức về phía Mỹ. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày 15 tây xin lỗi hôm 15 tây tháng 11, hôm nay là cách đây 2 hôm, thì cựu tổng thống Donald Trump đã khuấy động chính trường của nước Mỹ với cái lời tuyên bố là ông sẽ chính thức ra tranh cử tổng thống năm 2024. Thông tin này Hoàng Vy đã xin phép đã gửi đến quý vị rồi. Ngay sau cái lời tuyên bố của ông Trump thì chắc chắn là những người yêu thích ông, ủng hộ ông và bây giờ vẫn theo ông thì chắc chắn là sẽ rất vui mừng về chuyện này. Còn những ai không có ủng hộ ông Trump thì chắc chắn cũng sẽ không có happy về chuyện này. Tuy nhiên ở đây, chính trong đảng Cộng Hòa cũng bây giờ cũng chia làm ý kiến, hai cái luồng ý kiến. Một nửa thì cho rằng là yes, cựu tổng thống Donald Trump nên đại diện cho đảng Cộng Hòa để ra tranh cử và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và bây giờ ông phải vĩ đại trở lại là MAGA đâu thưa quý vị. Mà như Hoàng Vy vừa thưa là MAGA, có nghĩa là vừa vĩ đại mà vừa vinh quang trở lại nữa. Nhưng những cái ý kiến còn lại thì họ nói rằng là không, bây giờ đảng Cộng Hòa ngán rồi, họ không muốn thất bại nữa. Như cái lời ông thống đốc của New Jersey, cựu thống đốc của New Jersey, ông nói là Cộng Hòa bây giờ chúng tôi chán phải bị thất bại quá và bây giờ họ muốn được nhìn thấy chiến thắng bởi những cái lời hứa hẹn của cựu tổng thống đó, nói là sẽ chiến thắng và chiến thắng rất nhiều đó. Nhưng mà những gì họ thấy là từ cái cuộc bầu cử năm 2020 rồi cho đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi, nó đã không có diễn ra mong đợi. Đó là những gì đã xảy ra. Thì sau cái lời tuyên bố của ông Trump mới đây nhất thưa quý vị, một cái diễn tiến mới nhất là chính người đứng phó của ông ở trong cái nhiệm kỳ 1 của ông Trump là cựu phó tổng thống Mike Pence. Ông đã có lên tiếng chính thức trong một cái buổi trả lời trực tiếp và ghi hình trực tiếp của CNN nha thưa quý vị, diễn ra vào chiều tối ngày thứ Tư. Trong cái cuộc phỏng vấn này đó, ông Mike Pence người ta nhìn thấy một lần đầu tiên, ông đã bộc lộ rất là nhiều những cái câu, cái quan điểm của mình về cựu tổng thống, về ông sếp cũ của mình, về cái chuyện ông sếp cũ ra tranh cử và cả những cái gì xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng. Trái với trước đây, những gì chúng ta thấy là một cái hình ảnh, một cái cựu phó tổng thống khá là mờ nhạt và chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ bên cạnh của ông Trump mà thôi. Và thậm chí khi cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng kia kìa, trước đó là ông bị áp lực nhiều lắm. Ông bị ông Trump chỉ trích trên mạng xã hội, rồi ở trên các cái cuộc rally gặp gỡ cử tri, là cứ nói là Mike Pence đủ dũng khí, không đủ dũng khí, tại sao mà lại đi chứng nhận kết quả bầu cử như vậy? Và ông Mike Pence vẫn im lặng. Và thậm chí khi ngày 6 tháng Giêng người ta ùa tràn vào tòa nhà Quốc hội và người ta đòi hang Mike Pence, hang Mike Pence, đòi treo cổ Mike Pence lên, ông Mike Pence vẫn im lặng. Và cho đến những tháng ngày gần đây nè, ông mới bộc lộ rõ cái con đường đi của mình. Và chắc quý vị cũng đã rõ là ông Mike Pence bộc lộ rõ cái ý định là sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024. Có phải vậy không? Cho nên bây giờ ông thể hiện khá là thẳng thắn những cái quan điểm của mình. Thì đây là những gì mà ông nói trong cái cuộc phỏng vấn vào tối ngày hôm qua trên CNN. Ông nói thứ nhất là về cái bản hồi ký So Help Me God. Trong đó đó, ông nói về những cái bên cạnh những cái điều trong cuốn sách thì ông nói về những cái nghị trình, cái agenda sắp tới cho đảng Cộng Hòa năm 2024. Thì đây cũng là một cái cách PR quảng bá cho cái chương trình nghị sự của mình. Nhá ra những trước để mà kêu gọi cử tri đó nhìn thấy cái con đường mà ông sẽ đi nếu mà ông ra tranh cử tổng thống. Và ông nói về cái ngày 6 tháng Giêng, ông Pence nói đây là cái một cái ngày khó khăn nhất trong cuộc đời chính trị của tôi. The most difficult day of my public life. Và khi mà được người anchor hỏi bây giờ ông nghĩ ra về cái chuyện ông sếp của ông ra tranh cử tổng thống năm 2024 á, thì đây là những gì ông Pence nói nha thưa quý vị. Ông nói là người dân Mỹ và nước Mỹ á, có lẽ là có better choice, sẽ có những cái sự lựa chọn tốt hơn trong năm 2024. Ví dụ là tôi nè,
Nhưng mà ông Pen cũng nói vậy, ông Pen cũng nói ví dụ là tôi nè, như là Hoàng Vy nói, đây là Hoàng Vy diễn dịch. Mà ông nói là ông để ngỏ cái cơ hội là có thể sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024. Và khi mà ông đã quyết định điều đó thì ông sẽ thông báo cho truyền thông, ông sẽ thông báo cho mọi người được biết. Đó là câu trả lời của ông Pence. Và ông còn nói như thế này là tôi nghĩ là đã đến lúc rồi, nước Mỹ cần một cái người lãnh đạo đó mà tập hợp mọi người lại và đem lại những cái giá trị nó cao cả và nó tốt đẹp hơn. Và ông khẳng định là ông với người sếp cũ của mình á, là ông Trump á, nên đi theo hai hướng khác nhau thì hơn. Đó là một cái lời tuyên chiến chính thức và chắc chắn mà ông Trump mà nghe cái câu này thì ông Trump sẽ không vui đâu. Và mặc dù nói về ngày 6 tháng Giêng và ông Pence nói là ông Trump đã tự quyết định, cụ thể nói là the president đã decide, đã quyết định là mình sẽ trở thành một phần của những cái rắc rối đó. Và ông nói rằng những cái lời phát biểu của ông Trump trong ngày đó đó, nó đã gây ra cái sự nguy hiểm cho ông và cho gia đình của ông. Và ông rất là tức giận về cái cảm giác này. Đó là những gì ông Pence nói nha thưa quý vị. Và nhưng mà khi mà người ta yêu cầu Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng đó có mời ông Pence ra để mà hợp tác, để mà cung cấp lời khai á, thì ông Pence không chịu. Ông không chịu. Mặc dù là ông lên án cái ngày 6 tháng Giêng nhưng mà ông không chịu về điều đó. Ông nói là nếu mà như vậy đó thì nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ không tốt khi mà một cựu phó tổng thống phải đi ra ngồi ở ngay tại ủy ban điều tra và cung cấp những cái lời khai như vậy, thì theo ông á thì nó sẽ không có còn cái sức mạnh của cái nền dân chủ của nước Mỹ, của hiến pháp của nước Mỹ á, là tam quyền phân lập, mà bây giờ một cái cựu phó tổng thống phải ra ngồi trước quốc hội và cung cấp lời khai như vậy. Cho nên đây là lời chính thức của ông Pence nói ông không đồng ý ra để hợp tác với ủy ban điều tra. Và ngay lập tức thì bà Liz Cheney đã có cái phản hồi vào sáng ngày hôm nay, nhưng mà rất tiếc là Hoàng Vy chưa đọc được cái câu đó, thì sẽ cập nhật quý vị sau. Còn trở lại với câu chuyện, người ta hỏi tiếp, người anchor hỏi tiếp ông Pence là ông nói rằng những cái người ứng cử viên của 2022 bầu cử giữa kỳ vừa rồi là những cái ứng cử viên mà đi từ chối kết quả bầu cử của năm 2020, là cái điều đó là cái điều không tốt. Ông gọi họ là những cái chính trị gia thất bại. Vậy tại sao ngay từ trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ này ông vẫn sát cánh và đi vận động cho họ? Ví dụ như là ông ứng cử viên cho cái chức thượng nghị sĩ là ông Bolduc ở New Hampshire thưa quý vị, hay là Black Master Arizona, hai người này đều thua coi như là thua đâu hết rồi. Thì bây giờ ông Pence nói như thế này nè, tôi vẫn thường nói, thứ nhất tôi là một người công giáo, một người bảo thủ và là một người cộng hòa. Đó là cái thứ tự mà tôi luôn luôn trung thành theo cái điều này. Và cuối cùng tôi là một người cộng hòa, cho nên tôi biết rằng họ không phải là những ứng cử viên tốt, nhưng mà tôi phải bảo đảm làm sao cho cái đảng cộng hòa của tôi và chiến thắng. Cho nên đó là lý do mà tôi phải cam kết và tôi phải dành cái thời gian của mình để mà đi vận động cho những cái ứng cử viên như thế này phải thắng, bởi vì mục đích cuối cùng của tôi là đảng cộng hòa phải thắng. Đó là cái lời giải thích của ông cựu phó tổng thống Mike Pence. Và chắc chắn là cựu tổng thống Donald Trump không có vui về những cái lời phát biểu của ông Pence như hồi nãy Hoàng Vy vừa thưa. Và không chỉ có ông Pence đâu thưa quý vị, cũng ngày hôm qua là ngày thứ tư thì một cái nhân vật khác cũng từng là gọi là nói dân giả là lính của mình đó thưa quý vị, đó là ông cựu ngoại trưởng Mike Pompeo. Hôm ngày thứ tư ông đã lên tiếng và ông nói đó là đảng Cộng hòa bây giờ đó cần một cái người lãnh đạo mà nó bớt ồn ào và nó không có thường xuyên cứ kêu ca mình là victim, mình là nạn nhân. Thì có như vậy thì đảng Cộng hòa mới có thể hướng đến cái tương lai và hướng đến cái sự chiến thắng. Và ông cũng không có ngại ngần bộc lộ cái ý định là mình có thể sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024. Dù ông Mike Pompeo không hề nói một chữ nào liên quan đến cái tên của ông cựu tổng thống Donald Trump nha thưa quý vị. Nhưng mà cái câu nói ông Mike Pompeo nói là cần một người lãnh đạo mà đừng có nại rằng cứ thường xuyên kêu ca mình là nạn nhân, thì chắc quý vị nhớ ngay là hôm tối ngày 15 tháng 11 tại Mar-a-Lago, cựu tổng thống Donald Trump trong cái lời tuyên bố ra tranh cử đó, ông có nói là I'm a victim, I will tell you
I'm a victim, tôi là một nạn nhân đây nè. Và trong suốt cái thời gian vừa qua, ông Trump vẫn thường hay nói rằng ông bị đối xử bất công, bị đảng Dân Chủ tấn công rồi điều tra rồi hạnh tội đủ thứ hết và ông chính là nạn nhân. Đó là những gì xảy ra ngay trong chính những thành viên của đảng Cộng Hòa mà Cộng Hòa bảo thủ và thậm chí là đã từng là những cái đồng minh, là nhân viên, là dưới trướng của cựu Tổng thống Donald Trump nói về cái lời tuyên bố ra tranh cử của ông. Và Hoàng Vy xin phép được thuật lại với quý vị. Rồi, bây giờ đến những gì xảy ra ở Quốc hội. Thì như quý vị đã biết, trước đây cựu Tổng thống Barack Obama, rồi cựu Tổng thống Donald Trump và cả ông Bush con nữa đều phải chấp nhận cái kết quả bầu cử giữa kỳ là mất đi Hạ viện. Thì bây giờ, ông đương kim Tổng thống Joe Biden cũng join vào cái club đó. Có nghĩa là cũng vô cái câu lạc bộ đó, có nghĩa là cũng mất đi Hạ viện rồi. Và chính thức, thưa quý vị, đảng Cộng Hòa đã chính thức là sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Còn ở Thượng viện thì là sẽ là do đảng Dân Chủ tiếp tục giữ quyền kiểm soát. Đó là thông tin. Cái thông tin thứ hai là Hạ viện do Cộng Hòa kiểm soát và ông Mitch... Kevin McCarthy đã được đảng Cộng Hòa đề cử để làm cho cái vị trí lãnh đạo đảng Cộng Hòa và xa hơn là cho cái vị trí chủ tịch Hạ viện. Và như nhiều lần Hoàng Vy có thưa quý vị, đây là cái điều mà ông Kevin McCarthy ông vui lắm, ông mơ ước từ bấy lâu nay và có lẽ là sắp tới sẽ trở thành hiện thực. Vì sao? Vì cũng sáng ngày hôm nay tin Breaking News, Hoàng Vy vừa mới nãy giờ đang ngồi lên sóng và cũng có đọc cái tin Breaking News vừa mới được cập nhật trên phone nữa, thưa quý vị. Thì bà Nancy Pelosi vừa chính thức tuyên bố là bà sẽ không có ra tranh cho cái chức chủ tịch Hạ viện một lần nữa, bởi vì bà biết rằng là đảng của bà đã thua. Nhưng cái chuyện thứ hai, bà cũng không còn là lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở trong cái, tức là nhóm thiểu số ngay tại Hạ viện nữa, mà bà sẽ lui về với cái vị trí chỉ là một dân biểu và đại diện cho California mà thôi, và chấm dứt 20 năm làm lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở trong Hạ viện. Đó là thông tin. Thì cho nên cái hình ảnh, cảm ơn ban kỹ thuật, cái hình ảnh này nè, lúc mà bà Nancy Pelosi nhận được cái búa đó, thưa quý vị, và trở thành chủ tịch Hạ viện đó, có lẽ là bây giờ phải lật ngược lại là sẽ trao lại cho ông Kevin McCarthy. Còn ở Thượng viện thì sao? Ở Thượng viện thì ông Mitch McConnell cũng rất là vui vẻ và hào hứng khi mà trong suốt mấy ngày vừa qua, đảng Cộng Hòa với nhân vật Chris Scott đó đứng đằng sau và ngay cả cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu, nhiều lần yêu cầu là đảng Cộng Hòa hãy soán ngôi ông Mitch McConnell, không cho làm lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ở Thượng viện nữa. Nhưng mà hú hồn, vào ngày hôm qua, ngày thứ tư, ông Mitch McConnell đã bước ra khỏi cái phòng họp và cười toe và nói rằng ông vẫn chính thức được đảng Cộng Hòa đề cử cho cái vị trí là lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện hiện nay. Rồi, đó là cái thông tin mới nhất mà Hoàng Vy xin phép được cập nhật với quý vị. Thì người ta sẽ đặt ra câu hỏi, vậy thì nếu như mà Cộng Hòa mà nắm Hạ viện, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thì chắc chắn là những gì mà Cộng Hòa mà đưa lên, đề đạt lên trên Thượng viện á, thì bây giờ Thượng viện đang do Dân Chủ kiểm soát á, thì cũng khó có thể mà thông qua khi mà cái khối đa số tại Thượng viện là do Dân Chủ. Đó là cái thực tế thứ nhất. Nhưng mà cái thực tế mà mọi người gần như, và Hoàng Vy tin là quý vị cũng rõ ngay có câu trả lời, đó là chuyện mà Cộng Hòa mà nắm Hạ viện đó, thì những cái vấn đề mà đương kim Tổng thống ông Joe Biden đang rất là muốn được thông qua, ví dụ như những cái chương trình nghị sự về chống biến đổi khí hậu nè, là quên đi. Rồi những cái chuyện về cắt giảm thuế cũng quên luôn đi. Mà thay vào đó, một trong những cái điều đầu tiên mà ông Kevin McCarthy trước đây đã hứa, và sau đó ông có vẻ như ông cũng không có quả quyết với cái lời hứa của mình, và ông đã bị nhóm Cộng Hòa MAGA đã tạo cái áp lực rất là lớn và nói rằng nếu mà ông có làm chuyện này á, thì thôi đừng có làm lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ngay tại Hạ viện nữa. Và chính vì rất là mơ màng cái vị trí chủ tịch Hạ viện cũng như là lãnh đạo Cộng Hòa, thì ông Kevin McCarthy đã phải tương nhượng. Thậm chí ông còn hứa là nếu mà ông trở thành chủ tịch Hạ viện đó nha, thì cái cô Taylor Greene đã bị đánh bật ra khỏi cái ủy ban giáo dục ở Hạ viện đó, sẽ được đưa vô lại, sẽ được mời vô lại một cái ủy ban nào đó. Mà cái nhân vật này, xin lỗi quý vị, nói một ngôn ngữ nó rất là dân dã, lầy không thể tưởng, và có những cái lời phát biểu nó rất là đả kích
và nhưng mà không rõ vì sao cuối cùng là cô vừa rồi vẫn được đắc cử sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi. Trở lại với câu chuyện mà Cộng hòa ở Hạ viện, thì một trong những cái điều mà Cộng hòa sẽ làm đó có nghĩa là sẽ luận tội, sẽ điều tra, luận tội và truất phế đương kim Tổng thống Joe Biden. Cách đây một tuần, thì khi ông Joe Biden đang công du ở Á Châu đó thưa quý vị, thì ông có nói là good luck. Ông có nói với bên đảng Cộng hòa là good luck đảng Cộng hòa là nếu như có tiến hành cái cuộc điều tra này. Và thậm chí là ông còn nói rằng là đây là những cái tuồng trò hề diễn ra trên sân khấu và ông biết là cái cuộc điều tra đó nó sẽ không đi đến đâu. Đó là lời của ông đương kim Tổng thống Joe Biden nói. Và đây là những gì nó xảy ra nè thưa quý vị. Ngay vào sáng ngày hôm nay, đảng Cộng hòa do một số cái thành viên đại diện là ông dân biểu Jim Jordan ở Ohio và James Comer của Kentucky đã tổ chức một cái buổi họp báo và tuyên bố họ sẽ bắt đầu cái cuộc điều tra chính thức. Nói chung là thật ra là cũng phải nên gửi tặng cái credit cho họ là họ đã cam kết và giữ cái lời hứa của mình. Có nghĩa là vừa biết được mình sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện đúng như những gì mà họ đã hứa và họ đã hăm he ngay từ trước tới giờ, trước cả cái kỳ bầu cử, rằng là nếu mà thắng thì một trong những cái việc làm đầu tiên là điều tra ông Biden. Thì đây, sáng nay, Jim Jordan cùng James Comer nói là họ đã có đủ bằng chứng và họ sẽ công bố những cái bằng chứng này ra rằng ông Joe Biden đã có cái liên quan rất là mật thiết với những cái hoạt động làm ăn của Hunter Biden ở nước ngoài và đã có cái chuyện gian lận về thuế, rồi tham nhũng, rồi lũng đoạn, và họ liệt kê ra một danh sách những cái tính từ dài dằng dặc, nhưng mà chỉ là những cái lời cáo buộc và chưa thấy cái bằng chứng đâu. Phải nói ngay từ đầu là như vậy. Và Jim Jordan có nói là sẽ gửi những cái bằng chứng này công bố cho người dân Mỹ được biết. Tuy nhiên họ khẳng định rằng đây là cái cuộc điều tra không phải chỉ về Hunter Biden, người con của ông Biden, mà là về chính đương kim Tổng thống Joe Biden. Đó là cái tình tiết mới nhất chỉ vừa mới diễn ra vào sáng ngày hôm nay thôi. Và Hoàng Vy xin phép được cập nhật với quý vị. Và còn những tình tiết ở phía sau, Hoàng Vy xin phép trở lại sau ít phút dành cho thương mại.